thì khi em nhặt được thì thấy em cho cái tay điện thoại nó có cái mật khẩu á, nên em không có thể mình chủ động gọi được á. Sau đó mình chờ đến cái số máy người ta gọi đến á, thì độ 2-3 hồi chuông người ta, thì sau đó em chủ động cái máy gọi lại. Gọi lại thì thấy em không cầm máy. Khi mà cầm máy á thì em hỏi có chị Thư đó mà không có, thì sau đến lần thứ ba thì chị Thư mới chủ động gọi lại. Rồi thì em kêu lên nhà này của chị đi, vía em muốn trả lại cho chị á. Rồi em hẹn chị, rồi chị kêu lên nó có lên tại nhà nghỉ, chị kêu là bây giờ có lên lấy được không. Em kêu là do lúc đó là em nhà là 4:30 mà tầm 5 giờ kém là em phải đi lễ 5 giờ ngày chủ nhật đó, là ngày đó là em không có thể nghỉ được, ngày lễ buộc đó, nên là em không có thể bỏ, nên là em hẹn chị sau giờ lễ 7 giờ em lên lấy, 7 giờ là em đi làm, là tầm 6 giờ 15 thì đó là em lễ ra là em. Có thể là cái kiểu em như đứa hoặc là ai cũng như đứa, nên là em đưa ra quyết định là trả lại cho chị, chứ cũng không nghĩ đến cái tài sản đó. Thì em nghĩ thì chắc em lấy cái ý tưởng mấy cái phút đầu tiên em trả, em nghĩ là mình cũng nên sống sao cho lương tâm, nên là đi đúng thì nó sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Thì em vẫn luôn tin sự thật á, sự thật nó mạnh mẽ lắm. Cũng ngay đến cái phút đây em thấy đến hơn một tuần nó vẫn chưa dừng lại mà. Thì đến thì qua đó thì tôi số lượng tài sản nó nhỏ vậy thôi, nhưng vậy nó cũng mang cho mình một cái kỷ niệm. Nếu mà đặt ví dụ lại thì mình ăn tiêu số tiền đó với là cái điện thoại đó thì làm gì được gặp hai chị ở đây, làm gì có những cái giá trị quý giá. Em nghĩ là 20 triệu nó không bao giờ mua được, hay là 1 tỷ nó không chẳng mua được đâu, nên là em trân trọng cái đó. Đó là một kinh nghiệm mà nói là rất là quý.